慢将我包围，是欢还是悲？清醒与模糊的交汇，分不清白或黑。逆着风却要追，不能进就是退。你不必，我不愿流泪。Thanh Thanh Tử Khâm, tập 12. Hàng giáo đầu. Triệu Thanh Hòa. Hàng giáo đầu. Chuyện hôm qua đúng lúc. Đây, cầm lấy. Là gì vậy? Quà đáp lễ chuyện giao găm. Nhưng mà... Đừng lo. Cô không thích sao? Không phải, ta rất thích. Lần sau không như vậy nữa. Còn chuyện gì không? Không có. Đa tạ hàng giáo đầu. Ta đi trước đây. Không ngờ lại bị Lạc Thu Trì nói trúng. Thật sao? Đúng, ta tận mắt nhìn thấy mà. Quấy đến rồi kìa. Ngồi bên đó đi. Được thôi. Ta nói cho các ngươi biết, thật là không ngờ. Ta tên Thanh Hòa với hàng giáo đầu không có chuyện đâu. Các ngươi đã nghe thấy chuyện đó chưa? Có thể nào giả được sao? Đúng vậy. Cô ấy kìa. Phi hoa truy nguyệt. Tiên nhân chỉ lộ. Lạc qua mãn thiên. Phi Long Tại Thiên. Sư phụ, con luyện xong rồi. Sư phụ, hôm nay Đồ Nhi mang đồ tốt đến cho người nè. Người xem. Con mang đến cho người món bánh điểm tâm ngon nhất của nhà con. Người mau thử đi. Ăn vào sẽ thơm hơn. Hôm nay con có chuyện gì vui sao? Nhìn mặt vui vẻ quá vậy. Không có đâu ạ. Không có.
Thật sự mà. Không muốn nói thì thôi. Sư phụ, người nói xem, nếu con cứ theo tốc độ này mà luyện tập, có phải sẽ rất nhanh thôi để có thể giống người ra ngoài thành hiệp trưởng Nghĩa không? Tiểu tử thúi này thành hiệp trưởng Nghĩa cái gì chứ? Sao lại gọi con như vậy? Ta nói cho con biết, thế gian hiểm ác, có biết bao kẻ dông ơn bội nghĩa. Con cứu hắn, hắn có thể sẽ hại lại con. Đến lúc đó tên nhóc thúi như con, bản thân chết thế nào cũng không biết đâu. Sư phụ, người có phải lại nhớ đến sư muội của người hay không vậy? Năm đó, nếu ta không ra đi thì tốt rồi. Nhưng bà ấy đã rất nặng lời với người mà. Có nặng lời hơn nữa thì sao chứ? Người ấy có nói lời khó nghe cũng được, hoặc đẩy ta ra xa hơn nữa cũng được. Thực ra trong tim ta vẫn luôn nhớ muội ấy, vẫn muốn quay về, xem muội ấy sống có tốt không. Nhưng ta quay về thì cũng muộn rồi. Nếu như biết sẽ xảy ra chuyện như vậy, dù có bị đánh chết thì ta cũng sẽ không rời xa muội ấy. Sư phụ, lẽ nào như vậy có nghĩa là yêu sao? Nhóc con, vậy mà cũng đã biết cái gì gọi là tình yêu à? Sư phụ, con đã nói rồi, con không phải là nhóc con. Ta nói còn biết, bây giờ trên thế gian này, nam nhân tốt như sư phụ con rất là ít. Sau này con ra ngoài nhất định phải mở mắt thật to nhìn cho rõ, con hiểu chưa? Con hiểu rồi. Sau này ra ngoài sẽ nhìn như vậy nè. Sư phụ, mau nếm thử đi. Ngon không sư phụ? Ngỗng chạy ra rồi kìa. Mau, nhốt bọn chúng lại đi. Sao lại ra nữa rồi? Mau đi cho chúng ăn. Đừng chạy mà. Xin tụi mày đó, cho tao chút mặt mũi đi. Mau chạy vào đi nào. Mau đi. Con nghĩ cách nhốt bọn chúng vào đi. Hàng giáo đầu, Tư Thành, người tìm con sao? Hàng giáo đầu đến rồi. Con đến học viện cũng hơn nửa năm. Dạ, 3 tháng nữa là tròn nửa năm. Ta biết, người nhà con đều không ở kinh thành. Nếu như con cần thứ gì thì cứ nói với ta. Đa tạ Tư Thành. Ta nghĩ rằng có những lời đồn có thể hiểu được. Lời đồn gì? Ta nghe nói chính là cô ấy. Hàng giới đầu đến rồi kìa. Giữa Thanh Hòa, theo ta ra đây. Đúng là ngọt ngào quá đi. Xem kìa, thật là ngưỡng mộ. Yên lặng. Ta biết, gần đây có những tin đồn liên quan tới ta và Triệu Thanh Hòa, Triệu cô nương. Hàng Như Tuyết ta hôm nay tới đây là muốn đính chính chuyện này. Ta và Triệu cô nương không có bất kỳ hành vi quá giới hạn nào, càng không có ước định chung thân. Hôm nay không có, sau này càng không. Các người đừng bàn tán sau lưng nữa. Hàng giáo đầu nói không có. Chuyện này là sao vậy? Thấy chưa? Ta đã nói rồi mà. Triệu Thanh Hòa, cô nói với bọn họ là như vậy đi. Hai người rốt cuộc là như thế nào? Không biết nữa. Quá đáng rồi. Đúng vậy. Còn ngay sau đó làm gì chứ? Mau nói đi. Cô hãy nói đi. Hàng giáo đầu nói đúng. Ta và huynh ấy hiện tại không có quan hệ gì.
sau này cũng sẽ không có quan hệ gì hết. Xin lỗi, ta quên cầm theo sách, ta đi trước. Ở đâu ra chuyện quá đáng như vậy chứ? Yên lặng đi. Chuyện hôm nay dừng ở đây. Nếu còn người tung tin bịa đặt, sẽ xem như là tội hãm hại người khác. Tự giải quyết ổn thỏa đi. Cái gì mà tội hãm hại chứ? Thanh Hòa, đừng khóc nữa. Đều trách ta, đáng ra ta không nên để cô đi tìm hắn. Không phải lỗi của cô. Đúng, đều là lỗi của Hàn Như Tuyết. Cô nói, xem huynh ấy sao có thể quá đáng như vậy? Làm sao chuyện quá đáng như vậy được chứ? Đúng vậy. Vì vậy, ta không thích huynh ấy nữa. Không sao đâu, ta tin sau này cô nhất định sẽ gặp một người tốt hơn, ưu tú hơn hắn. Cô cũng sẽ thích người đó hơn hắn nữa mà. Đừng khóc nữa. Sẽ không có người nào tốt hơn huynh ấy đâu. Cũng sẽ không có người khiến ta thích hơn. Ta chỉ thích một mình huynh ấy thôi. Vậy tại sao cô? Bởi vì huynh ấy nói rồi, bọn ta tuyệt đối không thể. Thanh Hòa, cô để ta khóc thêm lúc nữa đi. A Tuyến, cô có biết là ta đã sợ hãi thế nào hay không? Ta sợ huynh ấy sẽ gặp được một người thích huynh ấy, cũng là người mà huynh ấy thích nữa. Tới lúc đó hai người họ sẽ thành thân, hai người họ ở bên nhau rồi. Vậy ta sẽ đau khổ tới mức nào đây chứ? Có lẽ là ta sẽ không thể nào sống nổi nữa. Được rồi, nhưng mà nếu như ta không thích huynh ấy, ta sẽ không lo sợ, cũng sẽ không buồn nữa. Thanh Hòa, ta không sao. Cô cho ta 3 ngày, 1 ngày, ta nhất định có thể quên được huynh ấy. Thanh Hòa, bởi vì yêu, cho dù người mình yêu có làm mình tổn thương tới mức nào, bản thân cũng sẽ không nhịn được hết lần này tới lần khác quay đầu lại, muốn xem người đó sống có tốt không. Nhưng không phải tất cả những lần quay đầu đều có thể thấy được kết quả mong muốn. Rốt cuộc, tình yêu là gì mà khiến cho người ta đâm đầu vào núi đao cũng cảm thấy ngọt ngào như vậy chứ? Rõ ràng chẳng hề bị thương, nhưng lại đau đớn tận tâm can. Muốn biết chuyện sao thế nào, hồi sau sẽ rõ. Đúng là tội nghiệp cho cây giáo. Còn mài nữa là mài thành kim đó. Hôm nay có phải ta quá đáng rồi không? Cái này không tồi, rất có sức hấp dẫn, đúng. Ta rất lâu không xem qua rồi, câu chuyện tuyệt thật đó, tốt thật. Xem ra chúng ta cùng có kiến giải, đúng là cảm động.
Kim Đao tiên sinh. Lão bản, Kim Đao tiên sinh, đến đây mời ngồi. Mời ngồi xuống đây. Mời mời mời. Kim Đao tiên sinh à? Đại thái Nga tiên sinh có câu chuyện mới rồi sao? Kim Đao tiên sinh, lần trước ngài tặng ta cuốn Kỳ Lân Khôi Thủ truyện, ta xem tới mức vô cùng xúc động. Nhưng mà tại sao hai tháng nay không có chuyện mới nữa vậy? Đúng đó, mong quá rồi. Không phải ta đến rồi sao? Ta kể cho các vị nghe câu chuyện lần này ta đem đến càng đặc sắc hơn nữa, càng thú vị hơn. Ngươi có tò mò ta đem thứ gì tới hay không đây? Có chứ, tò mò lắm. Lần này ta đã viết một câu chuyện tình yêu khiến trời đất rung động, quỷ thần than khóc. Có muốn xem không hả? Muốn chứ, muốn lắm. Chuyện tình yêu sao? Ta muốn xem. Ai muốn xem trước? Ta. Ta muốn. Ta nhớ lần trước là Cổ Đình công tử xem trước rồi đúng không? Vậy lần này sẽ là ta đi, là ta. Vẫn là ngươi xem trước. Đừng đi mà, quay lại đây. Ngồi xuống đi, đừng có nóng vội. Ngồi xuống nghe ta nói. Đừng nhục chí. Ta khuyên thật đó. Chuyện này truyền tới từng người một, sớm muộn cũng sẽ được đọc thôi. Ai bảo chuyện của cháu ngoại ta lại nổi tiếng như vậy chứ? Ta cũng rất là khổ não. Mấy người có biết cháu ta viết chuyện cũng cần có linh cảm hay không vậy? Vậy lần này mấy người có câu chuyện gì mới muốn kể cho lão phu nghe không? Ta có. Ta nữa. Ta cũng có. Vậy nghe chuyện của ngươi trước đi. Ngươi mau lên đi. Đây là một câu chuyện liên quan tới hồ ly và thư sinh. Trong núi có một cái miếu, hồ ly và một thư sinh. Có một ngày, thư sinh này tới một cái miếu rách, gặp được một con hồ ly. Điều không ngờ tới là con hồ ly này, cô ta lại là... Từ đó, hồ ly và thư sinh sống một cuộc sống hạnh phúc. Hay, hay lắm. Tới mấy người rồi? Trước đây, được. Hôm nay lão phu đã nghe đủ rồi. Ta thấy cũng không còn sớm. Hôm nay đến đây thôi. Gặp lại sau. Đừng đi mà Kim Đao tiên sinh. Vậy đại thái Nga, chừng nào lộ diện? Ta nói với mấy người như thế nào? Không được hỏi chuyện của cháu trai ta. Không thì ta sẽ không bao giờ kể với các ngươi nữa. Đi đây. Kim Đao tiên sinh. Không được vô lễ. Người đi thông thả nha. Ông chủ, tới đây. Cho một bình rượu. Khỉ con. Sao cô lại ở đây? Ta... Lẽ nào vị này chính là Kim Đao Đại Thái Nha tiên sinh? Kim Đao Đại Thái Nha? Trời ơi! Kim Đao Đại Thái Nha! Làm cái gì vậy? Không được động vào ta. Cuối cùng cũng được gặp người thật rồi. Không được chạm vào ta. Làm cái gì vậy? Bình tĩnh đi. Mọi người nghe ta nói, hắn ta không phải Kim Đao Đại Thái Nha. Ta không phải. Vậy hắn là ai? Hắn là ai chứ? Là... Chính là đứa con trai ngốc nghếch của lão Dương bên cạnh. Chỗ này không tốt lắm. Đúng vậy. Giải tán đi. Đi thôi. Kim Đao tiên sinh à, câu chuyện lúc nãy chưa kể xong, lần sau kể tiếp nha. Lần sau nói tiếp. Cái gì gọi là đứa con trai ngốc nghếch của địa chủ chứ? Ta không hiểu. Ta sai rồi, đi đi đi. Đi thôi. Ta còn chưa cầm rượu mà. Kim Đao tiên sinh, có thời gian lại tới nha. Cô xem dáng vẻ này của cô giống cái gì vậy? Học ta đúng không? Lại còn dáng ria mép. Xem ra thật sự chưa đủ hiểu cô rồi. Kim Đao Đại Thái Nga tiên sinh, ta đã nói bảo sao bọn họ có thể biết nhiều chuyện của học viện chúng ta như vậy. Thì ra bên cạnh xuất hiện một gian tế.
Ta sai rồi, Thu Trì à, huynh tuyệt đối đừng nói với người khác. Nếu như để người khác biết được chuyện này, vậy thì ta tiêu rồi. Đừng nói người khác sao? Phó Diễn Chi không biết hả? Đương nhiên là không, chuyện này trước mắt cũng chỉ trời biết đất biết, ta biết và huynh biết thôi. Vậy đây là bí mật nhỏ của chúng ta rồi. Được, nể tình cô giết về ta cao lớn uy mãnh như vậy, ta sẽ tạm tha cho cô. Đa tạ Thu Trì. Vậy chuyện mới sẽ viết gì đó? Có liên quan tới ta không? Miêu tả có tốt không vậy? Vô cùng to lớn uy mãnh. Kể cho ta nghe xem. Quên xem, nơi này đông người, mồm miệng phức tạp, tai mắt cũng nhiều nữa. Hay là đợi về nhà đi rồi ta kể cho nghe. Được thôi, đi đi. Y phục nữa. Lại còn giữ một tay. Đại tài tử Liễu Quyến có danh tiếng. Quay đầu nhìn lại tất cả những người đã gặp, nếu là những người lắm la lắm lét thì hình dung chính là những kẻ dung tục, tuyệt đối không phải người tốt. Hắn ta thăm dò nhiều lần mới biết người này tên là Lạc Thu Trì. Ta sai rồi, thật sự sai rồi. Đứng lại. Tự động ngoan ngoãn qua đây. Đừng ép ta phải động thủ. Ta không chịu qua. Huynh tưởng ta ngốc sao? Nếu như qua đó, huynh nhất định sẽ đánh ta. Ta không qua. Ta thấy bây giờ cô không chỉ không ngốc, mà cô sắp biến thành tinh rồi. Khỉ con, ngoan qua đây. Sao ta nỡ làm tổn thương cô? Có thật sẽ không đánh ta không? Dĩ nhiên. Ta đã lừa cô bao giờ chưa? Còn muốn chạy hả? Ai dạy cô võ công? Ta học từ hộ vệ ở trong nhà. Hộ vệ hả? Chữ pháp này hình như ta từng nhìn thấy ở đâu đó rồi. Là ai? Huynh, đừng có qua đây. Đừng qua đây mà. Nếu qua đây, ta sẽ không thèm để ý tới huynh nữa đâu. Khỉ con, ta lo lắng cho cô. Ta sợ hắn ta có mưu đồ gây rối với cô. Ai nói vậy chứ? Sư phụ ta là người tốt. Sư phụ, quả nhiên là có sư phụ. Là ai? Thu Trì à, đừng hỏi nữa. Ta đã hứa với sư phụ sẽ không nói với bất kỳ ai. Hay là như vậy, đợi lão gia đồng ý, ta nhất định sẽ nói ngay với huynh. Có được không hả? Lão gia? Già cỡ nào? Tầm tuổi phụ thân ta. Già vậy sao? Đừng hỏi nữa mà Thu Trì, được không? Để ta suy nghĩ đã. Thật sao? Vậy quyết định như vậy nha. Cho dù ông ta là người già thì cũng là nam nhân, không thể không đề phòng. Biết rồi, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt bản thân mình. Cười cái gì? Thu Trì, huynh không cảm thấy bây giờ huynh rất giống một bà mẹ già sao? Huynh là bà mẹ già. Huynh... bà mẹ già. Thanh Hòa, chỗ này của cô còn đồ ăn không vậy? Đang đọc cái gì đó? A Tuyến, cô nói xem những gì viết ở trong này là thật hả? Cái này cô lấy ở đâu ra? Chắc chắn là ca ca ta hỏi mọi người khác từ hội thơ về.
Chẳng trách mà huynh ấy muốn phủi sạch quan hệ với ta. Ta còn cho rằng ta khiến cho người khác ghét bỏ. Đúng, cái này chính là thật. Sao cô biết? Bởi vì ta tận mắt nhìn thấy rồi. Thật sao? Đúng vậy. Hèn chi mà huynh ấy không thích ta. Đại công tử, nghe ngóng được rồi. Đồ vật đó ở trong một tiệm cầm đồ ở Đông Thị. Nhưng cần đem thêm một đồ vật có thể trao đổi. Công tử à, miếng ngọc bội này không rẻ đâu. Chuyện này đơn giản thôi. Đây là... Không sai. Bức họa này chính là tác phẩm của danh gia đương đại Tôn Dị Tiên Sinh. Giá trị không nhỏ. Dùng bức họa này đổi lấy ngọc bội, ngươi chắc chắn không bị thiệt rồi. Được. Ta đói rồi. A Tuyến. A Tuyến. Trùng hợp thật. Thế huynh có chuyện gì sao? Thanh Hòa đồng học, có thể để ta và A Tuyến nói vài câu không? Được rồi, ta đi trước. A Tuyến. Thế huynh làm chuyện gì cho muội tức giận sao? Không có. Không có mà Thế huynh. Vậy sao muội cứ luôn tránh mặt ta? Muội... Sau này tỷ nhất định sẽ thành thân với Diễn Chi Thế huynh. Nếu muội biết Diễn Chi Thế huynh bây giờ ở đâu, đang làm gì, đang vui hay buồn, thì hãy nói cho tỷ một tiếng. Vậy là đã giúp tỷ rồi. Là bởi vì Lạc Thu Trì sao? Bây giờ muội lúc nào cũng ở cùng hắn. Hắn gặp phải chuyện gì hả? Chính là... Thật ra... Không lẽ hai người có bí mật? Không thể nói ta biết được hả? Không, muội. Ta trêu chọc muội thôi. Thế huynh, sao lại dọa muội như vậy? Không vui gì hết. Được rồi, đều là lỗi của ta. Thế huynh, chúng ta cứ mãi như vậy có được không? Giống như lúc nhỏ, cái gì cũng không thay đổi. Hôm đó ta nhìn thấy muội đưa cho Hàn Như Tuyết một bức tranh. Cái gì chứ? Miếng ngọc bội đó. Ta nhìn thấy hình dạng của nó rồi. Huynh nói xem miếng ngọc đó. Miếng ngọc bội đó thực ra là Hàn Như Tuyết tặng cho Thanh Hòa. Hàn Như Tuyết tặng cho Triệu Thanh Hòa sao? Đúng. Quá ra là vậy. Thế huynh à, vậy không còn chuyện gì nữa, muội đi trước. Được, chiều nay gặp lại muội trên lớp. Ta đói lắm rồi, đợi ta với, nhanh lên đi đi, ta cũng đói. Thu Trì. Sao giờ mới tới? Thu Trì, lúc nãy ta gặp Thế huynh, có Diễn Chi hả? Sao hắn lại âm hồn bất tận như vậy chứ? Huynh ấy nói, đã nhìn thấy ta đưa bức vẽ ngọc bội cho Hàn Như Tuyết rồi, còn hỏi ta về nó. May mà ta nhanh trí, nó đó là lễ vật mà Hàn Như Tuyết tặng cho Triệu Thanh Hòa. Dọa chết ta rồi, cái này có gì đâu, ta thân là đông, không được. Cô làm gì vậy?
Quên không được nói. Không nói thì thôi. Cũng đã mấy ngày trôi qua rồi, Quên nói xem, sao tin tức về Ngọc Bội một chút cũng không có vậy? Có khi nào ta vẽ chưa đủ giống hay không? Ta đúng là vô dụng mà. Còn có thân phận của người áo đen đó, cũng không có tin tức gì. Hắn ta rốt cuộc là ai đây? Không lẽ tên trộm đó đã trộm Ngọc Bội đi rồi không? Đúng, nhất định là như vậy. Hắn biết Ngọc Bội ở trên người Huynh, sợ Huynh tìm ra thân phận của hắn, sau đó liền nghĩ cách trộm Ngọc Bội đi. Thù này nhất định ta phải báo. Nhưng ta không hy vọng sẽ kéo cô vào chuyện này. Ta không muốn cô lo lắng, không muốn cô phải chịu tội. Vậy nếu bây giờ người báo thù là ta, cô sẽ đứng một bên khoanh tay đứng nhìn sao? Vậy thì đúng rồi. Thu Trì, Huynh tin ta. Ta có thể làm được. Không chỉ là đứng đằng sau để Huynh bảo vệ ta, ta cũng sẽ giúp đỡ Huynh. Nhưng Hàn giáo đầu, Huynh nhất định không được làm ầm lên đâu đó. Dù sao nhiều người phức tạp, quá nhiều người biết cũng không tốt. Lạc Thu Trì, rốt cuộc ngươi có bí mật gì đây? Ai đó? Nghe nói ngươi đang tìm ta. Là ngươi. Ta muốn biết lý do vì sao ngươi lại giết ta. Giết chết một con kiến còn phải có lý do sao? Có điều ngươi như vậy mà lại chưa chết. Hôm nay còn dám tìm tới tận cửa, bản lĩnh cũng không nhỏ. Con người ta chẳng có gì khác, chính là đặc biệt cố chấp, có thù tất báo. Năm đó ngươi đuổi giết ta, hại ta đến lần cuối nhìn mẫu thân cũng không được. Thù này ngươi nghĩ làm sao ta có thể quên? Sau đó thì sao? Ngươi đã có ngọc bội của ta, tại sao nhiều năm như vậy mới tới tìm ta chứ? Bởi vì ta phải tự mình trở nên đủ mạnh mẽ, như vậy mới có thể tự tay giết chết ngươi. Cũng may là ông trời có mắt, năm đó nếu không phải ngươi đánh rơi ngọc bội, sao không nói nữa? Nói tới thì tại sao ngươi lại ở kinh thành? Năm đó không phải ngươi nói giết ta xong sẽ xuống phía nam rửa tay gác kiếm cưới vợ sinh con sao? Quay lại đây làm gì? Không sai, không giống ngươi. Những năm nay ta sống rất thoải mái. Không phải vừa tới kinh thành liền gặp bạn cũ như ngươi, có thể cùng ngươi ôn lại chuyện cũ sao? Được.
Chiêu vừa rồi của ta thế nào? Lạc Thu Trì, đã trễ rồi, sao hai người còn ở ngoài này vậy? Tả Dương luyện công muộn rồi, ta tới cùng huynh ấy về ký túc xá không được sao? Diễn Chi, quá ra muộn như vậy rồi mà huynh vẫn còn tới đây là đặc biệt tới đón ta hả? Lúc nãy ta thấy huynh chạy vội như vậy, ta còn tưởng là huynh có chuyện gấp. Cảm động thật, đi thôi, được. Không còn cơ quan nào nữa, rốt cuộc là có chuyện gì? Nhưng mà Thu Trì, sao huynh biết người đó không phải là hung thủ? Đêm đó ở tàng thư cát, ta và người áo đen đều đã nhìn thấy mặt đối phương. Nếu quả thật là hắn, thì cần gì phải che mặt giấu chứ? Rốt cuộc là ai? Như vậy xem ra, ngươi quả thật bị người khác chú ý tới rồi. Có thể người này trước đây không phải kẻ thù của ngươi, nhưng từ nay về sau chắc chắn là kẻ thù. Thu Trì, có phải huynh vẫn đang nghĩ đến người áo đen đã đánh nhau với huynh đêm đó ở tàng thư cát có đúng không? Rốt cuộc hắn là ai chứ? Ta đường đường là Đông Di Sơn Quân mà cô dám hết lần này tới lần khác vạch trần nội tâm của ta. Cô có tin ta sẽ xử lý cô theo quy định của sơn trại không? Ta cứ luôn cảm thấy người tối hôm qua vẫn chưa lấy được món đồ mà hắn muốn. Vì vậy hắn nhất định sẽ còn xuất hiện. Nói như vậy, người áo đen ở tàng thư cát dĩ nhiên là đáng nghi, nhưng lại không hề liên quan tới hung thủ mà huynh muốn tìm. Ta biết, chỉ là trong lòng ta vẫn cứ cảm thấy không chân thật. Thu Trì à, giờ dần ngày mai đợi ta ở cửa học viện nha. Sớm như vậy làm gì? Cô muốn hẹn hò riêng với ta sao? Đến đi rồi sẽ biết. Đây chính là Quảng Phúc Tự, nghe nói ở đây rất linh. Bây giờ người vẫn chưa đông, chúng ta mau đến cúng bái đi. Thu Trì, còn đứng đó làm gì? Mau đến cúng bái đi. Ta cúng bái đi làm gì? Cầu Phật Tổ bảo hộ chúng ta mau chóng tìm ra kẻ thù của huynh. Phật Tổ, xin người bảo hộ cho Lạc Thu Trì nhanh chóng tìm ra kẻ thù của huynh ấy, đừng để người vô tội phải chịu tổn thương nữa. A Tuyến to gan, xin Phật Tổ bảo hộ Lạc Thu Trì thành công thi đỗ trạng nguyên, quãng đời còn lại bình an hạnh phúc. Nếu Phật Tổ cho phép, hy vọng con có thể ở bên Lạc Thu Trì cả đời. Đủ rồi, đi thôi. Lúc nãy cô đã ước cái gì vậy? Ta không nói cho huynh biết đâu. Tiểu nữ thất lễ, xin công tử thứ lỗi, không sao.
Đi thôi, Thu Trì huynh không sao chứ? Không. Huynh xem nhiều câu thơ như vậy. Chỗ này có phải là rất tốt đúng không? Thủy tranh có nghĩa là gì vậy ta? Sơn minh thủy tịnh dạ lai sương, sổ thụ thâm hồng sơn thiển hoàng, khí thượng cao lâu thanh nhập cốt, khởi như xuân sắc thốc nhân cuồng. Đây là thơ của Lưu Vũ Tích. Được rồi. Hỉ con à, xuân lai dẫn tạm bộ tầm du, sầu kiến phong quang ỷ tự lâu, chính hảo khai hoài đối yên nguyệt, song mi bất giác tự như câu. Nghe buồn quá đi. Là do ai viết vậy? Ở đây có nè, ta tự xem. Dương Hà Khanh. Vậy mà lại là bài thơ do nữ tử viết. Cũng là nữ tử mà ta đến học thuộc thơ cũng học không tốt. Cô ấy lại có thể viết ra một bài thơ mang tính hình tượng như vậy. Chắc hẳn là một tài nữ xuất thân từ dòng dõi thư hương. Không đúng, hào môn thế gia hẳn là sẽ không có người như vậy. Thu Trì à, huynh nói xem là ai được nhỉ? Muốn biết sao? Ta nói huynh đây là... Thu Trì, huynh sẽ không gây ra hiểu lầm gì chứ? Hiểu lầm cái gì? Hiểu lầm là huynh có ý với cô ấy đó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.